Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. When association members convene from around the world, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with groups of different nationalities in their respective languages. In a session during this international gathering in Europe, Supreme Master Ching Hai met with our All Axis or Vietnamese Association members. Việt Nam hết hả? Dạ, Việt Nam hết. Hai ông thầy tu nữa đâu đến đây. Canada hả? Dạ. Làm thầy tu hả? Dạ. Oh, just cool summer. Dạ. Hả? Tóc hơi để dài không đẹp. Không đẹp. Dạ. Để ngắn nó mới đẹp. Dạ. Ok. That's what I thought before. Sao mấy đồng chí muốn phát biểu ý kiến gì thì nói lẹ. Nói lẹ đi. À, để cho bác Hải đi ra ngoài kia. Bác Hải có chuyện làm việc nhá. À, có ông Buddha kia nữa. Ôi trời. To không sư phụ? Hả? Toronto không? Toronto, all Buddhas. Yeah, funny, huh? Before I had no hair, and now and they have long hair. Now I have hair, they have no hair. Yeah. Ở Toronto, vậy nó đi ra ngoài phải đội mũ nha, để nó lạnh, nó đau đầu nha cưng. Ở trong nhà mà nếu mà nó có lò gió lạnh cũng phải đội mũ nha. Không có nhức đầu lắm á. Sao? Mấy đồng chí mạnh giỏi hết không? Này là Âu Lạc ở quốc ngoại ha? Có về thăm nhà rồi chứ không? Có hả? Bây giờ Âu Lạc làm sao? Một cái tỉnh nhỏ mà hai nhà luôn hết. Lớp mình nước hai nhà luôn, tỉnh nhỏ mà hai nhà luôn. Hai nhà hàng ở tỉnh nhỏ. Cái nhà hàng Hoa Đăng bị họ sửa lại thêm cái lầu. Uh-huh. Trên lầu để bán đồ Logan Food với lại đồ nhập từ bên Mỹ vào. Uh-huh. Ở dưới này bán nhà hàng. À vậy cũng tốt lắm rồi. Dạ. Yeah. Không muốn hỏi ăn gì không? Muốn bị la không? Có nhiều người tới sư phụ la giùm con đi. Làm gì đâu la, la chồng con tiêu nghiệp của con. Trời ơi, sư phụ nó nghiệp đâu đem ra đây tôi la cho. Cái gì mà hòa bình không muốn, họ muốn bị la là làm cái gì hả? Rồi cái người nó sư phụ gõ cái đầu con một cái đi. Sư phụ gõ anh chi, sư phụ nói gõ anh chi đau đầu, tại sao lại muốn gõ? Cái đầu con cứng quá, gõ một cái đi. Mà thiệt, gõ cái là mềm tay á. Gõ chút chút thôi mà mềm tay á. Ăn gì mà cứng quá vậy? Hả? Ăn chay mà sao đầu óc con cứng, cao sum nhiều hả?
À. Ông có muốn hỏi gì ông trước khi đi về? Phải nói là mình thờ ông bà cha mẹ tổ tiên đó. À, có cúng ai muốn cúng cúng cho đâu cấm gì đâu. Dạ nhưng mà họ không biết thì họ nói vậy thôi. À, đâu có ai cấm đâu, muốn thờ muốn cúng thì thờ chứ hả? Dạ. Nhưng mà cha mẹ mình tu hành nghĩa là đã siêu thăng rồi. Dạ. Vậy thôi, còn muốn cúng lễ thì tỏ lòng hiếu thuận thôi. Dạ. Chứ mà phải biết là cha mẹ siêu thăng rồi. Vậy thôi chứ đâu phải cấm không cúng đâu. Dạ. Này dạ. Đưa con ở trong trại cấm con về đó, xong con bị tai nạn xe đó. À. Thế là con đi rồi, con lên trên kia, con nhìn thấy cái xác của con ở dưới này á. Ừ. Rồi con không muốn về rồi. Không muốn về cái xác nữa? Dạ. Thấy, về làm gì? Thấy sợ quá, thấy người ta đến đông, người ta bu con đó. Uh-huh. Rồi xong lúc đó thì người ngoài á, họ đưa con đi vào bệnh viện. Ừ. Rồi họ mới kêu người nhà con tới tới bệnh viện đó. Rồi tại vì trong đó còn có cái chứng minh thư. Ừ. Dạ. Rồi họ mới kiếm người nhà con, rồi họ gọi con, xong lúc con mở mắt ra, người nhà con nó mặc quần áo trắng á, giống như làm tang rồi, đã chết rồi hả? Dạ. Wow. Còn sống lại hả? Con nhìn thấy thì mọi người con ủa sao mọi người đông thế, sao ở đây đông thế? Ờ, làm gì ở đây? Thì lúc đó con nói được mấy câu thì người con đau, lúc ấy con biết đau. Trở về thân thể là đau. Dạ. Thành ra không muốn trở về là vậy đó. Ok. Dạ. Nói vậy chứ. Cái lúc mà mình chưa có tới số thì phải trở về nhá không? Ừ, yeah. Đi lang thang ở trên đó anh chị. Rồi thì lúc đó thì bà, trong lúc đó còn đau người con nó, mặt mũi còn ghê lắm. Bác sĩ thì chịu thua rồi đó. Trong lúc con tỉnh dậy rồi mấy tháng sau con hồi phục lại thì lúc con cầu con bảo chứ. Một là cho con đi á, còn hai là cái mặt con như vậy mà con chạy tị nạn mới về á. Thì họ cũng kỳ thị cái hóc môn của mình nữa. Rồi lúc mà con tỉnh lại thì lúc... Lúc con tỉnh lại vậy, xong sau cái lúc đó mà con mặt con nó nát lắm hết. Nát lắm hết. Rồi bây giờ thấy đẹp như thương. Dạ, sau cái lúc đó sư phụ ra chỉ, sư phụ chỉ cho con lấy cái gì á, bên trong sư phụ chỉ cho con. Thì con làm giống như vậy thì hai tuần sau là mặt con bình thường. Rồi cả cái khu con á, người ta tới xếp hàng giống như con á gì á. Coi cái mặt hả? Dạ, sao người ta tự hỏi nhiên con. Mà. Dạ, hồi xưa người ta nghĩ là con này chết rồi, con này kê... Chết rồi, dạ. Mặt nát ấy, mà sao bây giờ dạ. Đẹp như vậy? À, rồi okay. Thuốc gì, họ cứ hỏi thuốc gì. À. Cái này không nói được, còn cái người bạn của con làm chủ tịch á, thì họ, hồi xưa họ cũng đả kích con dữ lắm. Rồi lúc đó rồi thôi, rồi ba mẹ rồi là người nhà con thôi sám hối sư phụ tu thôi, không la nữa. Để nhà con chị không em. Hết dạ. La rồi, ok. Dạ. Yeah. Rồi con cảm ơn sư phụ. Không có chi. Tại cầu nguyện mà hả? Dạ. Sợ đi về mặt mày vậy người ta nói mình tu hành không đúng hả? Mẹ con 70 mấy tuổi mà lúc ấy sư phụ thấy mẹ chắc mẹ con thành tâm quá, cầu sư phụ cuối cùng mẹ con cũng được truyền pháp. Ok. Dạ. Good. Dạ. Ok. Thuốc gì vậy? Hả? Lúc ấy sư phụ nói con là cái hôm sinh nhật sư phụ ấy, sư phụ nói nhắc con là lấy mấy cái bông hồng của sư phụ á, ra trì đấy xong rồi mang về rửa mặt. Thế là con làm những lời vậy. Thì nói bộ bên trong con đau cũng được, nhưng bên ngoài như vậy thì người ta đang đả kích cái pháp môn con mới. Hồi xưa con chạy Hồng Câm về công về sư phụ nhà mười mấy năm rồi. Rồi vậy thì con bảo con chịu đau, nhưng mà thật sự thân thể con bên trong đau nhưng bên ngoài không ai biết. Cho đẹp chút. Ok, hiểu rồi. Dạ. Rồi, ít ra bên ngoài không thấy ha? Dạ. Bên ngoài thấy đẹp là được rồi hả? Bên trong đau từ từ, không? Từ từ mình... Đông người tu rồi, mấy người bạn bè nó nói nó ok. Rồi con tin được cũng nhiều người bạn bè, mấy thứ người ta theo sư phụ nhiều. Ừ. Vợ con thì này đó. Tại thấy rõ ràng hả? Dạ. Ok. Ok, còn mấy cái bông hồng đâu rồi? Bông hồng bên giữa mặt rồi. Mấy người kia muốn. Người ta bị nạn ta mới cần, chứ mấy người cần cái gì mà hỏi hoài. Mặt mày đẹp gì cần cái đó làm gì, thấy không? Tại trường hợp đặc biệt chứ, trường hợp đặc biệt. Mà đàn bà con gái mà gặp mặt phải đẹp chút mới được chứ phải không? À, mặt mà nát nằm vậy sao cho được, chồng bỏ làm sao? Ok, I'm glad for you. Còn ai nữa không? Tay bên kia đưa cho bà. Cô này cũng tai nạn gì đâu mà đẹp như tiên vậy. À, hồi trước á, mấy năm trước nói tai nạn gì lung tung gì đâu. Đẹp như tiên mà trẻ như là con nít.
Dạ thưa sư phụ, tiếng Việt không có rảnh. Đứa em của con á thì nó mất á, nhưng mà nó cũng lòng tu. Nhưng mà giờ nó mất, nó nói với sư phụ là đâu, sư phụ nói là con đứa em là ba ngày đi rồi. Cái con ngồi kế bên mà bả nói ba ngày đi thì là nó nói thôi sư phụ con đi bây giờ. Đắc nói nghe nói là nếu mà đi bây giờ á thì là sư phụ nói tôi là ngày mai nếu mà tôi pass gas tôi mới đi được 7 giờ đi. Con nó ở vậy ngày mai thì gắng cố gắng ăn trái cây cho nó pass gas kìa ha. Cái cổ ngày mai nó ăn trái cây hoài. Tới 7 giờ rồi, qua rồi nó chờ. Em ơi đi không được rồi, phải chờ 3 ngày sau nghe. Ăn quá chờ trái cây không ăn được, không đủ sức giờ. Cái chờ 3 ngày sau, đúng thiệt chờ 3 ngày sau là đi. Đi. Ok. Cảm ơn sư phụ. Không có chị. Đi 3 ngày cũng được gì mà gấp dữ vậy? Bởi vì cái nghiệp gấp của ăn thêm trái cây cho nhiều của người ta. Vì là cái giờ y đi á, thì nó biết được cái nghiệp chướng của y. Bởi vì là nó hồi trước là nó đám cưới với ông chồng là người làm mặn á. Bởi vì là tu hành, người tu hành nó không bao giờ mà đám cưới mấy người làm mặn. Bởi vì là y nói là cái người làm mặn á làm lấy cái phước làm đồ thịt á, thịt cá. Cầm cái đồ ăn á cho cổ ăn không hết, cái ăn không vô được bởi vì cái hai bàn tay là toàn là máu không á. Cái nói gì á. Vegetarianism in religion. The Baha'i faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings on some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat. Because of the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying or creating evil karma by worshiping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious, thus delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Cow die. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood. If ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adi Lila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata, Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals.
Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Tới hồi con về á, con làm ăn đồ ăn đó, cái đồ ăn của chị á, tay cầm qua cho em ăn cái nào cũng ăn ngon lắm, ăn được. Đó, bởi vì mấy người nó nói nó cái giờ nó cần đi á, nó cái gì cũng thấy hết. Hiểu rồi. Rồi bây giờ giống phim á, lẹ lắm. À, phim rồi qua rất là lẹ. Y nói cho con á nghe hết, nó kể hết. Nó nói là giờ y đi là toàn là smoke không à. Nó ra cái smoke ở trong người nó ra, nó nói chị ơi sao cái phòng mà nhiều cái smoke vậy đó, nó không có smoke đâu. Cái nghiệp chướng của em đã ra hết rồi đó. Nghiệp chướng cuối cùng. Bởi vì cảm ơn sư phụ, người là biết được là nó đường đi là ngu minh đó. Y nói là tại sao, tôi nói em tại sao biết truyền tâm bắn rồi còn đi theo ông kiểu vậy. Nó nói là hồi chúng ông ngu minh. Nó tưởng là vô minh. Và nó hồi đứa ngu minh. Ngu minh. Vô minh có nghĩa là không hiểu rằng Nó tưởng là nó thiền nhiều thì tha đổi thằng kia được. Hiểu rồi. Nhưng mà không có được đâu, nó nói là sư phụ mới được, không có người nào làm được cái đó. Nó giờ cuối cùng á, nó mới hối hận, nó biết được. Nó giờ con đem ra khỏi cái nhà của ông chồng. Nó nói là sư phụ ra khỏi thân nó, con nó làm sao sư phụ ra khỏi thân em. Nó nói không biết sư phụ ra khỏi thân rồi chị hai ơi, làm ơn chị hai dẫn tôi đi ra khỏi cái nhà này, không phải là tôi không có mắc được. Hiểu rồi. Vậy thì cũng cảm ơn sư phụ. Tại dính díu mấy người ăn mặn nhiều quá đó, sư phụ chịu không nổi. Nhưng mà nhiều không nổi không phải là bỏ đâu, thì đi ra ngoài thở hết chút không khí. Tối ngày đồ ăn mặn chịu không nổi. Ok, rồi. Hết rồi hả? Nói xong rồi hả cưng? Okay. Nói tiếng Việt được mà sao nói không rảnh? Thưa mẹ, thưa sư phụ, giờ con nhìn sư phụ á, con thương giống mẹ. Xong rồi con muốn đọc cho mẹ cái bài thơ mà lúc mà ba con qua đời á, xong cái con cô đơn quá, xong cái con không có biết giỏi tiếng Anh, xong cái đầu con nó nghĩ ra, con nói con có bài thơ con cóc. Xong giờ con muốn đọc cho sư phụ nghe. Nó dài không? Dạ không, nhỏ xíu rồi, sư phụ. Dạ. Tại vì ở đây trăm mấy người, mỗi người đọc một bài con cóc là thôi. Dạ, dạ. Mình khỏi ngồi thiền thưa mai luôn.
Thôi đọc đi con cóc. God created me by God body. God feeding me by God food. God teaching me by God brain. Oh where God? Oh where God inside me? Okay, thank you. Very nice. Việt Nam tu hành cũng khá quá chứ hả? À, mấy đồng chí cũng hồ hởi lắm á. Ok, tiến bộ. Dạ thưa sư phụ, hồi ở trại cấm á, em một số đồng có cái vị đồng tu ấy bị ra nấu ăn á, nấu ăn chay. Thế rồi bữa hôm ấy vị chiên bánh, chiên bánh hay là cái dầu á, nó bắn vào mặt vị ấy, xong nó có một cái vết thẹo dài lắm. Thế bữa hôm sư phụ mới vô trại thăm á, sư phụ mới vỗ tay. Bữa hôm là bữa nào? Mấy chục năm rồi. Hai chục năm trước dạ, hồi đó sư phụ vô trại thăm á, thấy sư phụ mới vỗ và má và vị cái phụ ủa nấu ăn hở cưng, thấy cái mặt đẹp như này vì thẹp về thẹo hả, thấy rồi mất tiêu cái thẹo luôn. Trại nào vậy? Dạ thưa trại Hồng Kông ấy, trại Man Di. Dạ dạ dạ, Man Di đúng không? Dạ. Hồng Kông có hai ba trại mà. Dạ. Man Di hả? Nhưng mà Man Di là cái trại mà sư phụ vào đó nhiều nhất, rồi đồng tu cũng được thọ pháp ở đấy nhiều nhất, rồi cũng tất cả những cái gì khổ nhất là cũng ở cái trại đó. Nhưng mà sau là cũng là sướng nhất bởi vì có sư phụ. À, nhiều khi vô thăm mấy trại đó cực lắm á. Dạ. Bắt mình ngồi ở ngoài cỏ chờ trời nắng á. Dạ. Chờ bao lâu á. Dạ. Nhiều khi có thể vô được, nhiều khi cũng không vô được. Dạ. Anh nói ở trong đó sao mà lộn xộn biểu tình vậy á, bữa nay không được vô. Dạ. Mình ngồi đợi cả ngày à. À, có thể là được vô mà, hiểu không? Dạ. Nhưng mà sau cùng rồi cũng không được. Thì bữa được bữa không vậy đó. Dạ. À, có lúc được có lúc không. Rồi có lúc này sư phụ nói sư phụ vô thăm đồng bào tất cả đấy, chứ sư phụ không có thăm riêng đệ tử của sư phụ. Thế rồi họ cũng cho chúng con đi ra ngoài để gặp riêng sư phụ. Tốt cái hả? Hồng Kông tốt. Thế rồi có cái chuyện này nó mắc cười lắm. Hồi đó hồi cứ mỗi lần Tết á, sư phụ hay cho tất cả trại đi bánh kẹo á. Thế xong cái lần đó có một vị sứ giả Quan Âm vô mới hỏi thế sao bà con có đủ kẹo bánh dùng không, có vui không. Thế mấy người nói dạ thưa thầy, vui thì vui nhưng mà cũng hơi buồn, thế là tưởng là thiếu á. Thế xong rồi ủa sao vui mà vui lại cũng hơi buồn. Em họ nói bây giờ có đồ của sư phụ cho để họ không có mua đồ của chúng tôi. Thế rồi mỗi khi mà sư phụ về Hồng Kông á thì sư phụ thường nếu mà không vô được trại thì sư phụ thường gửi đồng tu Hồng Kông vô cho cả trại là táo á. Thế rồi về sau một số bên mục sư hoặc là bên Thiên Chúa giáo đấy cũng làm như vậy. Thế nhưng mà tất cả trại mỗi một lần mà có những thứ đó thì họ nói không phải của mấy người kia đâu, của sư phụ Thanh Hải đấy, tất cả những người kia cho nhưng họ cũng nói cái đấy của sư phụ Thanh Hải đấy, chứ không phải của mấy người. Sorry bạn. Tại ai biểu làm sao làm chi? Dạ. À, nếu làm trước thì người ta nói ồ cái của bà Thanh Hải cho cũng thành là của mấy người nữa. À vậy hả? Ok. Thế rồi có những cái chuyện xảy ra cũng vui mà cũng đáng thương lắm. Yeah. Có những đồng tu nhỏ nhỏ đấy. Yeah. Mà có một cái người đó họ bị tàn tật từ lâu rồi đấy sư phụ, không nói được gì hết. Yeah. Thế nhưng mà đến khi bữa hôm ấy mẹ cũng không có bắt ép ấy. Mẹ nói là bây giờ ấy thì mẹ với chị ra đi ăn chay thì con ở lại con ăn cơm đồ mặn với mấy cái chú kia. À. Dạ. Thế rồi cái em nhỏ đấy không có ăn gì hết. Yeah. Thế rồi mẹ đi ăn chay ở phòng khác về mới hỏi là tại sao con không ăn. Thế thì không nói được cái nhau chắc mẹ con thì cũng hiểu nhau á. Thế rồi nó cứ khóc rồi. Nó cứ khóc rồi, xong lúc đến chiều thì chị mới nói là thôi thì chiều con đi sang ăn cơm với mẹ, thế là vui vẻ đi sang ăn chay thôi. Okay. Xong từ từ xong thì nói được từ khi ăn chay giờ nói được luôn. Dạ. Vậy tốt quá, thì ăn chay cho nhiều vô. Từ mà nhỏ không nói được mà ăn chay xong có nói được. Dạ, không chị. Phải tại ăn chay đâu, tại vì nó lòng thành thật, lòng thành tâm tin sư phụ mà. Dạ. Rồi thưa sư phụ á,
Thì hồi đó thì sư phụ nói là những người bị tàn tật á, bị bị điếc hoặc là bị câm gì thì không được thọ pháp á. Thế là nhưng mà cứ ngồi phương tiện thôi, ngồi phương tiện thì mỗi một lần ấy mà có thọ pháp nên là buồn lắm, tại vì không được vô thọ pháp thì buồn, cứ đi vòng quanh, lúc đó bị 6 tuổi ấy. Cứ đi vòng vòng quanh trại đấy, buồn, không ăn không uống gì cả. Thế bữa rồi ở trong trại vị có một cái thẻ đặc biệt đấy, mà là, nói được rồi mà sao không cho? Dạ không, mới nói được sau này dần dần mới nói. Dạ. Thế xong vị có cái thẻ đặc biệt, có nghĩa là vị muốn đi ra khỏi cổng trại lúc nào cũng được ấy, để sang bên trại nọ trại kia vị đi được hết. Thế là nên là tình hình ở trại thì chia làm hai trại, gọi là trại Bắc trại Nam. Thế người thì ở chung với nhau nhưng mà họ gọi đấy, họ gọi làm dành bắc dành hết thôi. Thế xong bữa hôm ấy thì thọ pháp ở bên trại Lam, thế mà mấy người mới sang mới thì thầm với nhau, bây giờ làm sao mình phải đi ra ngoài bệnh viện rồi từ từ mới sang bên kia để thọ pháp được, mà nói thầm với nhau như thế mà khi nghe được chạy đi sang bên trại Lam luôn. Chạy sang bên trại Lam xong lúc về sau thọ đến giờ truyền pháp rồi cũng không được vô. Thế xong dỗi không đi về, nói với mẹ như này, con xin lỗi sư phụ. Thì nói này, hết mẹ nó rồi. Ý là quá giờ rồi, tôi không được vô thì về nói với mẹ nữa. Hết mẹ nó rồi. Nói được hả? Dạ. Okay. Bắt đầu ăn chay là cứ bà mẹ nói từ từ các thứ, rồi mấy người cứ chọc rồi xong nó nói. Nói được rồi. Dạ. Okay. Very good. Ăn chay mà không phải là ăn chay mà tại lòng muốn á, thành tâm á, muốn nói đằng mà để được truyền tâm ấn. Thành ra cố gắng mới nói được. Một cái anh chàng ở bây giờ làm ở trong nhà hàng đó, giỏi lắm rồi. Tại thành tâm á, thành ra cố gắng, hiểu chưa? Cái lòng thành á, thành ra mấy cái chuyển biến cái nghiệp á. Anh đang thành tâm quá, muốn truyền tâm ấn mà, hiểu chưa? Thành ra chuyển nghiệp đi mới nói được. Ok, ai muốn nói gì nữa không? Thưa sư phụ, con con là đồng tu ở Phi với sư phụ. Philippines, Philippines. Vậy cũng có nhiều câu hỏi, muốn hỏi sư phụ nhiều lắm, nhưng mà có lẽ là bữa nay gặp đây chắc con không hỏi được nhiều, bởi vì con kinh nghiệm rất là nhiều trong một bên bàn. Khoảng 20 năm có theo sư phụ. Thì hỏi những cái chánh thôi. Chánh thôi. Con có quan trọng nhất. Hỏi hai cái mà rồi. Một cái có liên quan con với sư phụ ở tiền kiếp á. Cái thứ hai là cái thể nghiệm cũng rất cao ở Phi trước khi sư phụ đến thuyết pháp á. Hỏi hai cái đó còn nghiền nhiều lắm nên chắc không có thời giờ. Nói không hết, viết ra, viết nguyên quyển sách ra. Thưa sư phụ, nếu nói thể nghiệm mà con thì con phải chưa trường tâm ấn sư phụ đến 91 á. Là cứ mỗi lần gặp con là con biến thiên thôi. Mà con nghĩ là chắc có duyên sư phụ thôi. Con không nghĩ gì khác mà con không nói với ai luôn. Dạ, bây giờ con hỏi câu thứ nhất á. Hồi mà sư phụ qua trại năm 93, tức là năm đó được sư giả cứ nói đồng tu cứ cầu nguyện đi, mình lời cầu nguyện của mình á là núi cũng lỡ mà sông cũng cạn á. Cái sư phụ qua, sư phụ cũng muốn thăm mình lắm mà chưa có dịp. Qua không ngờ cầu nguyện của sư phụ qua năm 93. Thì lúc đó tụi con đâu có đang chờ sửa cái thang đài để mà sư phụ đón sư phụ thôi. Thì đồng có nghe tin là sư phụ đến cổng rồi, quá nó bỏ nó chạy hết trơn. Thì đúng con mà gọn mình à, con thấy cái sàn ở dưới còn nó lủng lủng, mà lúc đang đã bỏ chạy rồi đang kê cái đó để mà sư phụ đến là có sập á. Con thấy nếu đến sập thì nó sập ra, con đứng ở mình lấy một cây trọt vô để mà kê lên. Kê xong cũng làm xong cái là con người nó muốn tê rồi, cùng vẫn đi, không biết đi nhanh là đi chậm gì mà không ra cổng. Ra cổng thì sư phụ con không thấy sư phụ. Thấy cái hàng rào mà đồng tu á, nó là hàng rào để đón sư phụ. Cái tật con vậy, mỗi lần cũng như hồi biết sư phụ biết gặp con sư phụ ở Tây Lan, con khóc, con khóc con không biết gì hết. Mở mắt ra, sư phụ đi mất tiêu. Khóc đâu cần phải nhắm mắt. Đến khi mà con đứng đổi thì sư phụ trong vừa ra. Trong đồng tu, vừa đồng tu mà đồng bào ra đông có ào hết rồi. Thì thằng trung tá Rêu Gheo nó đứng nhà thằng. Thì sư phụ vừa nói nó lúc đe
con nói à, chú cũng nói nhìn kia là đồng bào đó, ô ra đó, nói tên tiếng đó là con mất tên mất tiêu. À, giờ vẫn lên gặp tình đình canh giới nào không biết. Sư phụ thấy con lúc đó hình như sư phụ cũng là người quen đâu xa, lâu 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 lắm mới gặp á. Sư phụ chồng con cái cũng như là giật mình nói mà chọc là như thì con á, thì con thấy con sao gục, tự nhiên lúc đó con gục đầu xuống mà con thẹn thùng cái gì đó, con nghẹn ngào á cái gì đó, thì con ngước lên giùm sư phụ, thì sư phụ cũng đau lòng. Con không biết tại sao mà thấy sư phụ thấy cái thái độ con, sư phụ cũng lại cũng đau lòng. Thưa quý vị, chừng đó không á mà tỉnh ra thì ở dưới này sư phụ đi mất tiêu luôn. Thì con có đặt câu hỏi trong này con thiền, con hỏi sư phụ cho con biết cái tình trạng cô sư phụ là cổ Phật, cái niềm tin đối với con tin sư phụ là con không còn cách nào tôi cái gì mà con để nói được hết, bây giờ con theo sư phụ là vậy thôi, nhưng mà đối với sư phụ là một cổ Phật mà trong lúc giây phút đó mà sư phụ cho con biết gì mà thấy con như vậy và có thái độ con như vậy là con với sư phụ là cái gì, tôi cũng tình thầy trò trước đây hay sao, hay là cái liên hệ gia đình thế nào? Phải đó, thấy ngài buồn đó mà thấy thương, ở trong trại bị cấm bị giam như vậy, hiểu chưa? Thấy buồn thì mình cũng buồn theo mà. Đâu cần phải là người thân thuộc bạn bè gì mới là đồng cảm với nhau đâu. Thấy người ta buồn đã bị giam cầm như vậy, không có tội lỗi gì mà bị nhốt trọng khó khăn á. Thì dĩ nhiên sư phụ thấy ai cũng buồn hết á. Nhưng mà thấy người nào buồn hơn thì mình buồn thêm giùm vậy mà. Đâu cần phải là đời trước đời sau quen nhau gì đâu. Sư phụ nhiều khi thấy buồn quá về nhà sư phụ cũng khóc thầm cho mấy người Việt Nam á. Hồi đó sư phụ thấy bị giam cầm cực khổ quá ha. Mấy người trong đó cầu nguyện dữ quá đó, không phải là đồng tu cầu nguyện không, bao nhiêu người thấy những tình cảnh khó khăn đó rồi tự vận này kia đó, sư phụ buồn quá, sư phụ nghĩ đủ chuyện hết. Sư phụ thấy buồn á, làm mình làm không làm được cái gì cho mấy người đồng bào mà khổ đó, cũng buồn lắm chứ, thành ra thấy ông buồn còn buồn thêm á. Sao dạ con cũng biết là tình thương sư phụ đối với không phải riêng có mà tất cả con là sư phụ có điều mà thương á. Nhưng mà tình trạng này xảy ra ông cảnh giới cao, con thấy ngạc nhiên, cũng muốn hỏi đặc biệt á. Lúc mà đi chuẩn bị cho sư phụ thuyết pháp vào năm 2000 á, thì làm ở thiền đường khoảng tháng rưỡi á, sau vừa hoàn tất á thì mới được đi lệnh, có lệnh đi phát dán hình sư phụ từ cái địa điểm của mình đến địa điểm thuyết pháp, cũng như là đi phát chương trình sư phụ thuyết giảng. Trên đường con đi thì sư giả mới ra lệnh là mỗi một người Việt Nam dẫn hai người tàu mình phát xong rồi về, nhưng mà bổn phận là ông nói nhắc là đi ông tàu sơ lạc là không được, phải đem về cho nó đúng. Con ra phát xong con dẫn hai người này trước phố tàu cũng gần địa điểm sư phụ thuyết pháp á, làm xong mà phát xong rồi về, trên đường về con dẫn hai người đó về đàng hoàng, với ông lúc nào hai người đi trước con. Con mới gặp một người ăn xin ăn mày á. Họ ông này ông lớn, con thấy ông con nhìn xuống tay cái hai cái bàn tay như củi nó khô. Mà có cái lo ở trước, ông lấy cái tay ủi nè, bỏ tiền. Con sang dòm lại, con đi chậm lại, tôi rút cái bóp ra, trong túi còn có nhờ lại bằng lẻ nhiều một chút, tôi rút ra 100 peso cho ông 100 peso giữa đưa xuống. Thì ông mới ngang nhau, ông xoay, ông cười, ông xoay mặt lên, ông cười con cái á. Ánh sáng còn tự nhiên hay, sáng là cái sổ mất tiêu luôn á. Nó biến mất luôn rồi. Trên đường con về đó rất là xa. Cũng phải trên 10 cây số mà hơn phương tiện thì đủ thứ. Mà con không biết gì mà con đưa ông hai kia ông về, mà con về phương tiện gì. Con về con kiểm tiền không biết là con trả tiền xe là bao nhiêu không biết nữa. Con muốn hỏi lúc đó con gặp ông đó là ông cái ánh sáng đó, ông rọi con cái con biến con mất luôn, không biết gì hết. Tại sao con biết nó con về mà con dẫn hai người tàu nữa. Cái ông đó đâu phải ông ăn mày đâu. Giả lại đang cho đúng rồi. Thử mình với lại ông cho thêm phước báo cho mình. Nhiều khi những người thần tiên á họ giả dạng ăn mày. Thưa con nghĩ ông đó là thánh nhân không khác, nhất định không thánh nhân không khác. Thì nếu mà ông là thánh nhân rồi, dù là ông ngồi đó nhưng mà ông cũng dẫn mình đi về, hoặc là sư phụ dẫn mình đi về chứ đâu có bỏ ngoài đường đâu, có câu thông mà. Con nghĩ là sư phụ bên trong, sư phụ cũng đông dắt con về.
không biết gì hết mà cũng đi đường được như thế. Dạ, dạ, không biết gì. Mình sáng tới lòa nơi quá rồi, mất hết tiêu. Vậy mà đi về được cũng dạ, hay. Về tới nơi, mà ngủ về tới nơi là về cảnh giới của thiền đường mình. Bây giờ là cũng vẫn còn là thiền nghiệm mà khác. Không phải là cái lúc mình đi nữa. Ừ. Nhà cửa nó ánh sáng sao chớp yeah. Rồi là lưu ly cũng nghĩ vậy á. Dạ, good. Tại vì lúc đó cái thần thức mình lên cao á. Dạ. Cái ông nó gia trì á. Dạ. Nhiều khi có thể là ông đó, nhiều khi có thể sư phụ hóa thân cũng có hết. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thôi được rồi, nếu mình thì làm lành thì thì được phước báo. Ok, yeah, hiểu rồi, nói hoài. Dạ, yeah, cảm ơn sư phụ. Có chi. Việt Nam tu hành khá quá ha. Dạ, yeah, rồi nói đi ba. Dạ thưa sư phụ, con có một cái thể nghiệm mà con muốn hỏi sư phụ là con không hiểu ạ. Rồi. Mỗi khi con ngồi thiền nhắm mắt lại thì con nhìn vào mắt trí huệ. Ừ. Thì con thấy nó thể hiện rất là nhiều những cái trang sách mà có chữ, có những dòng chữ. Nhưng mà con không nhìn rõ được những cái dòng chữ nó là chữ gì. Ừ. Nhưng mà rõ ràng toàn là chữ hết. Ừ. Thế thì con không hiểu nó là như thế nào, con muốn xin hỏi sư phụ. Bà dòm bà còn không hiểu tôi. Tôi không dòm sao hiểu được. Không sao, thì có bất cứ thể nghiệm gì cũng đều là cái sự tiến bộ tâm linh của mình, hiểu chưa? Dạ. Những cái chữ của thiên đàng đâu có hiểu được thì thôi, mai mốt sẽ hiểu. Ừ? Dạ. Còn không hiểu thì cứ việc tu hoài. Dạ. Tu chừng nào hiểu thôi, ok? Dạ. Cảm ơn sư phụ. Có nghĩa là thiên đàng cho mình biết là mình đi đúng đường đó. Ha. Kinh sách thì có cho mình cái sự tượng trưng á. Dạ. Đó là mình có được cái sự trí huệ đó, hiểu chưa? Của thiên đàng, thấy không? Dạ, đi đúng đường lối vậy đó. Rồi, cô kia. Cô tóc bồng bồng đó. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, con biết một ít chuyện vui ở Việt Nam, con xin phép kể. Chuyện gì thưa. Vui? Chuyện tu hành vui hay là dạ, chuyện ngoài tu hành. Rồi, ok. Dạ, có khu vực đó có người ta giải tỏa đi, đặng cho quyện quỷ về làm việc ở đó. Nhưng mà sư phụ an bài sao mà chỉ có vợ chồng đồng tu là được ở lại. Tự nhiên là an bài cho ở lại. Rồi vợ chồng đồng tu đó mở quán chay. Dạ, mở quán chay thì mới đầu bên đó không ai biết ăn chay, bên quyện quỷ đó không ai biết ăn chay hết sư phụ. Cái đồng tu mở ra, xong cái có một người ăn, sau cái có hai người ăn. Cái xong rồi cái đồn với nhau là ngon quá chừng. Cái có mấy ông quyện quỷ, chủ tịch về bển quan, cái từ từ về sau người ta ăn người. Người ta ăn, người ta kéo ồ ạt qua ăn á sư phụ, mình ăn cảm thấy ngon. Dạ cái ông chủ tịch á, ông nói với mấy người nhân viên đó là ngày nào mà tao không có ăn chay ở bên đó hả, tao làm việc quả quọ lắm. Mà ngày nào mà tao có ăn chay á, tao làm việc suôn sẻ vui vẻ với đồng bào lắm. Thì mỗi ngày đem đồ tới cúng dường ổng. Để chứ ông quậu quọ từng nghiệp. Dạ. Mà thiếu chất bổ, hiểu chưa? Con ăn chay tiệm đó thì thiếu chất bổ của tình thương, tình đâu quậu quọ. Dạ. Đến nỗi á sư phụ, ổng ăn chay riết quen rồi đó, cái cấp trên mà xuống kiểm tra đó, ở cấp trên xuống kiểm tra đó, cái ổng mời người ta ăn đồ ăn chay. Dạ. Qua quán đó mời qua ăn đồ ăn chay, cái cấp trên đó, tại sao lúc nào tao xuống mày cũng kêu tao ăn chay hết trơn vậy? Cái ông ấy không biết đâu, ăn chay khỏe người lắm, thoải mái người lắm, ăn chay đi, ông kêu mấy người cấp trên vậy luôn á. Ăn chay thì cũng khỏe người thiệt, đâu cần phải còn tu hành gì mới khỏe nữa đâu, phải không? Yeah. Ăn chay là đúng đồ dinh dưỡng, phải không? Yeah. Cũng như cái xe mình bỏ xăng á, thì nó chạy được, ha? Bỏ nước lạnh pha xăng thì nó cũng hơi khó khăn trục trặc, phải không? Yeah. Bỏ nước lạnh là nó nằm mì ra đó. Còn ăn thịt này kia là không có đúng cái tiêu chuẩn dinh dưỡng cho con người. Dạ. Thành ra người ta bệnh hoạn lung tung hết á, hiểu chưa? Dạ. Chứ đâu cần phải tin ai đâu, đâu phần cần phải sư phụ nói đâu. Dạ. Ăn chay là đúng đồ của người mình, của con người. Dạ. Bỏ thịt bỏ cá vô nó khó khăn trong cái cơ thể của mình lắm á, hiểu không? Cũng may mà mọi người đều cũng có ăn thịt, nhưng mà cũng có ăn rau, ăn trái nữa, bột phụ thêm vô á, chứ nếu không nếu không mệt lắm, tiêu tùng á. Mà đồng tu đó cái quán sạch sẽ lắm á sư phụ, mà dám dán cái bảng là cấm hút thuốc sư phụ. Đến nỗi mấy cái ông mà cấp lớn vô đó rồi cái hút thuốc á,
ông tôi cũng lại nói là vì sức khỏe của mọi người mời quý vị ra ngoài hút thuốc. Mấy ông cũng vui vẻ ra ngoài hút thuốc luôn đó tôi. Ok. Yeah. Tại vì nhiều người không có rảnh mà đọc những cái sách nghiên cứu đó. Yeah. Chứ mà nếu mà nghiên cứu kỹ thì biết là ăn chay đó, ăn thực rau trái á. Yeah. Đồ ăn mà làm bằng rau trái mới đúng, mới cho sức khỏe mới được, thấy không? Mới đúng cho sức khỏe. Thí dụ như những con vật á, ít ra những người của mình á, ăn có nhiều người ăn thịt nhưng mà cũng có ăn chay, ăn rau, ăn trái nữa thêm phụ không? Chứ nếu không là mệt lắm á. À, như thí dụ như con cọp á ha, hay con mèo này kia, nó thường thường nó đi ăn những con chuột hay những con động vật khác vậy đó. Nhưng mà nó vẫn đi kiếm cỏ nó ăn á. Nó phải nhai cho cỏ rồi vô cái thực vật sống á, nó mới digest được, nó mới tiêu hóa được, nó mới bớt bệnh, hiểu chưa? Cọp mèo cũng phải kiếm cỏ ăn hết á. Còn mấy người mà nuôi mèo ở trong cái building, những cái nhà mà cao ốc á, đâu có cỏ, đâu ra ngoài cỏ được, phải mua cỏ đem về. Mua những cái chậu có cỏ đó cho nó ăn, ăn xong hết rồi đi mua chậu khác. Còn mấy con chó cũng vậy, đi ra ngoài nó ăn cỏ, này nó nhìn gặm nhắm cỏ. Và khó khôn hơn mình. Dạ, hết chưa cưng? Dạ, thưa sư phụ, vợ chồng đồng tu á, sống có tình thương lắm sư phụ. Dạ, sống theo sư phụ dạy á, là bán thì bán rẻ. Dạ, rồi cái tiền bao nhiêu á, sư phụ cũng đi giúp đỡ người nghèo. Dạ, qua bệnh viện nấu đồ ăn cho bệnh viện ăn, mấy người mà không có tiền á. Rồi tiền á, nhín ra đặng giúp mấy cái người, mấy bà già mà không có con cái á sư phụ. Cái xong rồi cái riết rồi cái ông chủ tịch đó, ổng cũng bắt chước đó sư phụ. Ổng bỏ túi riêng của ổng á, cái ổng để dành tiền á, ổng qua ổng giúp tiền ở bên bệnh viện luôn á sư phụ. Rồi xong rồi cái đồng tu đâu có muốn lãnh văn bằng hay bản khen gì đâu sư phụ. Chỉ là sống theo cái tình thương mà sư phụ dạy thôi. Nhưng mà rốt cuộc á, ở trên huyện cũng bắt buộc hai vợ chồng lên là nhận bản khen đó sư phụ. Thì cũng giống thầy nào trò nấy mà. Chị hai cũng đâu có muốn gì đâu. Mà chính phủ, người chính phủ này, chính phủ kia cũng mời đến ăn nhận. Nhiều khi như chị hai đi cũng được, cũng phải gửi đệ tử đi nhận giùm á. Chứ đâu phải cái nào cũng đi nhận được đâu. Nhận giùm á. Hồi trước á, sư phụ còn mới tu á hả? Còn sensitive hơn bây giờ á, bây giờ thôi kệ đó ha. Bây giờ thì cũng không phải kệ, nhưng mà trong cái sau đó lâu rồi đó, nhiều chính phủ biết rồi ha, thành cũng phải đi cho người ta vui ha. Ta có lòng tốt, người ta tôn trọng mình, tại sao không đi vậy đó, thành cũng phải đi. Chứ cái hội mà chị hai mới nhận đệ tử này kia đó, chị hai cũng không có muốn đi gặp này chính phủ người này người kia đâu. Thành đã có mấy lần mà giúp đỡ Philippines á, hồi xưa người ta bị nạn nhiều đó, hỏa sơn này kia đó, núi lửa này kia đó ha, giúp nhiều lắm, rồi kêu gọi người khác giúp này kia đó. Cái có nhiều chính phủ Philippines mà parliament hoặc là chính phủ, đại diện chính phủ gì đó qua đó, qua mẹo lý á, gặp sư phụ á, đi tới tận nhà gặp á. Sư phụ mới nói với mấy người đệ tử xung quanh á, attendant, hả, tôi đã giúp tiền rồi, bây giờ cũng phải đi bắt tay mấy người đó. Mà thôi sau này coi như va ai cũng bắt tay á, hiểu chưa? Không bắt cũng không được á, người ta thân thiện người ta lại ha. Này cũng vì người tị nạn rồi, sau này vì người tị nạn á, thấy tội nghiệp mấy người tị nạn nên sư phụ cũng đi lung tung bắt tay, ai cũng bắt, bắt được ai là bắt. Yeah. Thôi kệ nó, biết sao bây giờ ha. Thế giới phải chung đụng chứ ha. Nhưng mà sư phụ không có muốn, thấy không? Không có muốn ra mặt ra mũi gì chân á. Mà thôi lỡ rồi. Dạ con nói được một chút được không? Nói một chút thôi. Okay. Bà thường thường bà nói chút là bà nói lâu lắm. Dạ thưa sư phụ, kỳ này con tới đóng cái 20 đồng tiền ăn, con ngồi nghĩ không biết có lộn mới không. Con cứ nghĩ trong cái đầu con không cứ... có lộn, không có lộn đâu. Dạ thưa sư phụ, tại vì tụi con á, tu hành á, thì tụi sư phụ không có nhận tiền cúng dường. Thì cái sự mà tới đây á, là phải
đóng tiền ăn cho nó đủ để mà ăn chứ. Đủ rồi, bây giờ đóng chỉ 10 đồng thôi, không có 20 nữa. Dạ, thì nó sợ thiếu. Không có thiếu dạ. Không, không có thiếu, thiếu thì sư phụ bổ vô. Cảm ơn sư phụ nhiều, sợ. Ok, không sao. Sư phụ nhiều vậy. Tại vì sư phụ biểu nó tính cho kỹ, hiểu không? Tính hết những cái này chỉ mà cần lắm thôi, hiểu không? Dạ. Yeah. Lẽ ra sư phụ phải nuôi dưỡng hết quý vị, nhưng mà sư phụ để cho quý vị tự nuôi mình, đặng cho mình có cái lòng tôn kính của mình đó. Nhưng mà người nào không có tiền thì không trả, nói rồi, ok. Chỉ là mình bỏ tiền chung thôi, đừng mình nấu ăn chứ sư phụ không có lấy đồng nào hết. Yeah. Được chưa? Quý vị bỏ tiền với nhau, quý vị cắt đặt xếp người nào nấu ăn vậy mà, ok, tự nhau thôi, ok. Dạ, nếu thiếu thì sư phụ bù mà, có dạ, có viết giấy đàng hoàng mà. Dạ, dạ thưa sư phụ, chứ tụi con giấy máy bay mấy ngàn còn mua nổi, còn cái đóng tiền, cái chuyện đóng tiền ăn cái thì đó mình là phải khác. Đóng. Dạ, dạ, cảm, đó ơn nhiều, dạ, dạ cảm ơn sư phụ nhiều, dạ, dạ cảm ơn sư phụ nhiều, dạ. Trả ít càng tốt, chứ sư phụ không có muốn quý vị tiêu tiền nhiều, hiểu không? Dạ. Tiêu càng ít càng tốt. Thành ra lấy cái là ít nhất thôi ha, minimum á, vậy là cũng đủ lắm rồi. Dạ, cảm ơn sư phụ nhiều, dạ, cảm ơn sư phụ nhiều. Hồi đó không biết tại sao nó tính ra như vậy đó, là chị hai cũng không biết, không biết, ok. Không biết tính toán sao mà lung tung vậy. Chắc là có xe buýt rồi này kia nọ mà ha. Chứ bây giờ chị hai mua 3-4 cái xe rồi. Thành ra xe của mình nó khỏi cần trả tiền, khỏi cần trả tiền cho nhiều. Còn trở đây nhà cửa có sẵn rồi, khỏi trả gì nữa, ok. Dạ, yeah, đủ thứ tiền, sư phụ, tiền điện, tiền nước, rồi tiền đủ thứ. Đủ rồi, đủ rồi, hết. Nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi, ok. Dạ, cảm ơn sư phụ nhiều, dạ, dạ, cảm ơn sư phụ. Còn nghĩ, nếu mà còn giảm xuống được nữa thì càng tốt nữa đó. Nhưng mà mấy người ở office không chịu. Đây, sư phụ nó biểu tính lại cho kỹ đi, ok. Càng ít càng tốt vậy đó, ok, thì bây giờ 10 thôi, 10 đồng thôi. 10 đồng ăn đủ mà, ha? Okay. Đủ rồi, đủ rồi. Có ít thì sư phụ bỏ thêm vô, không sao đâu. Có ít thì sư phụ bỏ thêm vô, ha? Ra ngoài ăn một tô cũng 10 đồng rồi. Ngoài khác, ngày nhà mình. Ăn một ngày 3 lần rồi ăn đủ thứ thật vật, lốt thì bánh mì, lốt thì phở, lốt thì ăn ngon lắm sư phụ. Okay. Tính vậy được rồi, đủ rồi, nhà của mình mà, đâu phải nhà người ta đâu. Thấy không? Tụi con phải hùng vô chứ đệ tử gì đâu. Không, hùng với nhau để nấu với nhau là được rồi. Đừng có hùng làm gì nữa hết á. Ok. Dạ, cảm ơn. Tại cái nhà là sư phụ trả hết rồi, trả sạch hết rồi. Còn tiền thuế thì mình cũng trả mỗi năm, có ngân hàng trả sẵn rồi. Ok. Có ngân hàng á, có cái ngân khoản để trả rồi. Ok. Bấy nhiêu được rồi, nhiều lắm rồi. Sư phụ nghĩ nhiều lắm rồi. Dạ. Lẽ là 2 đồng mới tốt. Tại kỳ này á, nó phá sản mà, thấy không? Kinh tế khốn nạn á. Nói tiếng Tàu, nói dịch qua tiếng Anh. Khó khăn, kinh tế khó khăn. Đồ ăn lên giá, vậy thôi, có gì đâu. Tại người ta làm việc, bây giờ kiếm việc làm hơi khó đó. Rồi kinh tế hơi thấp kém nữa. Nhiều người, những người nông phu họ không muốn làm ruộng nữa. Thành ra đồ ăn hơi mát, hiểu không? Không sao đâu, mình sống được mà, ok. Ai nữa đâu? Nói đi. Dạ, con tính chia sẻ một câu chuyện về con tình thương của con chó đó, sư phụ. Ok. Nhà con, thì tụi con ở bên Úc qua. Ở bên cái nhà, cái bên cũng là nhà người Việt. Nhưng mà họ thường vắng nhà lắm. Nhà họ có con chó. Nhưng mà họ cứ để nó ngoài hoài à. Dĩ nhiên rồi, thường thường chó là vậy, không ai dẫn cái câu nhà chuyện này cũng khá hấp dẫn, mà cũng cho tụi con có cái học tình thương với con chó nhiều hơn. Là họ đi ngoài họ có để cái cơm nước lạnh như vậy đó. Rồi xong cái nước, cái mùa đông á, nó cứ kêu hoài, lạnh lạnh quá không? Với lại cái đông đá nữa, rồi là sao? Nhưng mà tại vì nhà của ta mình đâu dám qua. Hiểu, hiểu. Con không gặp chủ nhà. Dạ, họ cứ đi quắn hoài không có nhà chịu. Rồi cái bữa đó con gõ cửa không có nhà. Cái con liều mạng con phóng qua nhà vào. Con kêu vợ con nấu chút xíu đồ cho nó ăn. Nó ăn rất là ngon, nó ăn chút xíu là hết. Cái đầu nhảy qua cho nó ăn tiếp. Cái không biết sao mấy ngày sau cái nó đào cửa qua nhà con, nó gào gào đó. Nó đào gào chạy dạ, chưa qua. Dạ, nó chào dưới đất mà nó đào qua luôn á sư phụ. Cái nó đào qua. Trời lạnh nhưng mà đào được ha. Dạ. Đất nó cứng lắm á. Trời lạnh mùa đông nó cứng như đá.
Dạ. Không, cái này còn nhiều chuyện lắm, về con chó lắm. Rồi. À, xong cái nó qua, nhưng mà mình lúc đó tại con không nghĩ là nó có thể qua được. À. Vợ con với mấy người anh em trong nhà nói, ủa tại sao chó nó qua được mà không có nghĩ là nó nữa. À, tôi nghĩ là chó, tại lúc đó người em cũng có nuôi chó mà nó bị mất lạc cái chữ nó. Okay. Mà không phải, như là thì không phải. À. Thì xong cái mới dẫn nó vô nhà tắm rửa rồi hết cái đầu. Cái đợi nó một ngày rồi xong cái người xóm riền cái bên họ về, cái họ thấy con chó họ, họ qua họ gõ cửa nữa. Cái họ nói, ờ anh có gặp con chó, tôi nói, ờ phải này không? Cái nó, ờ đúng rồi, cái họ dẫn về. Thì cái mình có nói, nó ờ nếu mà anh có đi vắng á, thì để con chó này tôi coi giùm cho. Xong cái nó không sao được rồi, tôi cũng có cho nó thức ăn, nó nhưng mà nó lạnh như gì mà. I know, they don't understand anything. Họ coi giống như chó đó là coi nhà cho họ vậy. Hiểu rồi, họ để con săn không à. Chị biết. Rồi xong cái họ lại bỏ là cái họ đi tiếp nữa. Rồi. Cái là qua ngày sau họ nó lại đào nữa. Đào nữa chạy qua. Dạ, nó chạy qua nữa. Thì vợ con với mấy người anh em trong nhà cũng lại tắm cho nó. Rồi cái đề một hai ngày cái họ cũng biết rồi, họ qua rồi cửa. Cái lần này họ lấy mấy cục rạch đó chú, họ tắm hết lại, nhưng mà hàng rào bằng sắt á. Hiểu. Nhưng mà con không hiểu sao nó qua được nữa. Ba lần như vậy đó. Rồi họ qua mình cũng tắm rửa cho nó, cho nó ăn cơm. Rồi xong cái họ về nữa, cứ một vài ngày cứ họ đi về vậy đó. Xong có cái họ cũng sắp dọn nhà đó. Cái họ cái ngày đó họ mở cửa cái con chó nó tung nó chạy luôn. Dạ. Đi đâu? Nó chạy đi mất tiêu rồi. Vợ con qua thấy họ dọn nhà, vợ con hỏi là chó của anh đâu rồi, nói rồi nó chạy đi mất tiêu rồi. Không có nhà nữa. Rồi xong trốn. Cái dạ. Dạ, chắc nó tìm cách tị nạn đâu. Mấy hôm sau gì đó thì thường ở hội đồng thành phố nó có cái tụ mà đi bắt chó bắt mèo hoang rồi đó sù. Nó dẫn về. Thì mấy ngày như vậy đó cái không thấy nó. Cái bà xã con mới nằm mơ thấy nó. Cái bà xã mới kêu người em á lên internet check thử coi chó nó có để là nó đăng ký là chó lạc hay đó. Đâu không cái cái người em mới tìm trên mạng nói hình như nó có chỗ lost dog á. Cái chỗ mà nó giữ bắt chó nó bắt la quang đó. Xong cái bà xã mới chạy ra đó. Coi nó gặp bà xã nó mừng quá trời mừng. Nhưng mà nó nhốt trong lòng mà người nó hôi thối lắm sao. Rồi xong cái dẫn nó về nhà cái đồ đóng tiền cho nó giống như mình nhận nó là chó hoang chó mình. Dạ chó mình gì đó rồi sao xong. Rồi tới giờ là nó ở nhà mà nó ngoan lắm. Rồi xong cái có lần bạn nó bị thúi tay đó rồi mình dẫn đi thú y đó. Xong mình lại mình nói chó mình giờ là chó vegan á. Cái tụi vet á, tụi thú y á nó cười quá trời, nó nói lần đầu tiên tao mới nghe chó nó là vegan. Yeah, I know. Xong cái mình nói không, giờ mấy người bạn tôi á là cũng nhiều lắm, chó vegan với lại mèo cũng vegan, mèo luôn cũng vegan luôn. Yeah. Chim cò hết. Xong vegan. Cái qua wow, mấy kỳ sau là cái mình lại nó kêu mình lại mình tái khám cho con chó nữa đó. Thì nó có nó lên mạng nó coi nó nào cũng có đồ của vegan pet dog food gì đó. The vet were not up to date, huh? Sometimes I also took the dogs to the vet and they also think vegan not possible for dogs. But it's possible. My dog's still alive. 16, 17 years old already. Dạ cũng có con chó con mèo của đồng tu á sù. Nhưng mà mèo mà nó phải giảm cân luôn, nó bác sĩ mỗi lần đi thú y là bác sĩ nó phải giảm cân luôn. Mập. Dạ nó mập nó tới 6-7 kg là con mèo. Mèo đã đáng lẽ là nó phải nhảy thường mà nó nhảy không nổi nữa sù. Nhưng mà tới nổi nó nhảy không nổi. Ăn gì dữ vậy? Cho ăn dạ, gì nhiều cho vậy? Ăn ba ba tê chay của mình đó sù. Ăn cái này. Ít lại được không? Ăn thêm rau rồi vô đó. Thì nó thì giờ cũng ít rồi. Nhưng mà có đồng tu. My dogs also lên cân lung tung hết rồi, bác sĩ cũng cứ bị phải giảm cân hoài. Mà đâu có ăn gì bao nhiêu đâu. Ăn một tô vậy đó, ít vậy đó, rồi có đồ vegan với thêm cereals rồi đủ thứ đó, rau với lại những cái ngũ cốc đó mà. Chứ đâu phải ăn cái gì đâu, mà nó cứ mập như thường. Mà mập mà đâu phải lờ đời đâu, mập mà nhảy nhót lung tung mà rồi hát. Sủa bự, sủa rất là lớn, nhảy lung tung như mà rất là hiền, chó nó rất là hiền, nó rất là friendly với mọi người, rất là ngoan. All my dogs are like that, friendly with everybody. Sau đó mình sau cái bài này mình thấy cái tình thương của
chó mình còn cảm nhận được nhiều hơn nhất về tình thương của mấy đứa chó. Yeah, the more you take care and closer you feel love from the dogs very much. Yeah. Thì khi con đi làm về xe con đậu đó mà ở trong nhà chưa nghe mà nó đã nghe là nó ra nó sủa rồi. Yeah. Biết rồi. Yeah. À, nhiều khi chưa về nhà mà cả nửa cây số nó đã nghe nó biết rồi á. Chưa cần đậu xe nữa nó biết rồi, ở trong nhà nó đã bắt đầu nữa. Nghĩa là restless chạy tới chạy lui rồi. Tại người nhà không để ý hết chứ. Yeah. Để ý là thấy là biết à, ông xã sắp về đó. Ok, ai nữa không? Con xin phép kể sư phụ nghe cái thể nghiệm của con. Trong cái khoảng thời gian con thiền định ở đây, thì con đến đây thì tới cái ngày thứ ba, đêm thứ ba, thì con ngồi thiền, con luôn luôn thích ngồi ở ngoài. Con ngồi thiền tự nhiên cái con thấy mẹ con, mà con thấy mẹ con mất 20 mấy năm nay rồi. Con không bao giờ thấy. Thì tự nhiên con thấy mẹ con tới, con thấy mẹ con tự nhiên cái trong cái bà cầm cái iPad, cái giống như là cái cầm cái iPad. Cái con mới nói ủa sao con mà mẹ con không có nói chuyện chị chứ. Cầm cái đó rồi cái cầm cái iPad, con nói ủa ở đâu mà mẹ có cái iPad vậy. Cái con mới cái tự nhiên mẹ con lấy cái ngón tay chỉ vô trong cái screen đó. Thì tự nhiên cái hiện ra the real love. Trời ơi, con nói ủa tại sao mẹ có cái này hả? Dạ. Cái con mới nói, cái con mới kể tao mẹ con nhỏ nói nhỏ, mẹ ơi mẹ ráng theo học giáo lý sư phụ con nha. Nói vậy thôi, cái mẹ con gật đầu cái xong cái đi luôn, không thấy nữa. Nhưng mà sau khi đó tự nhiên cái tay của con nó bị cứng luôn, nó không có cử động được nữa. Nó bị đau nhức rất là khó chịu mà con 2 ngày con không có thể cử động được cái tay này. Thì cái sister này giúp con rub mấy cái hot oil thì nó đỡ. Nhưng mà tối hôm qua con được phép tiếp chuyện với sư phụ một chút xíu á. Sáng hôm sau thì nó biến mất luôn. Dạ. Không còn đau tay nữa mà coi như bình thường trở lại. Con dơ lên cao được, tất cả cử động đều như bình thường. Hình là con rất là muốn nói với sư phụ con cảm ơn sư phụ cho chúng con được một cái cơ hội rất là quý báu này, để chúng con còn có được nhiều cơ hội khác trong tương lai được gặp sư phụ nữa. Gặp để cứu khỏi cái tay á hả? Sư phụ con cần cái tay này để làm việc lắm hết thưa sư phụ. Ok. Con rất cảm ơn sư phụ. Dạ. Ngày mai chúng con về giúp con, chúng con chúc sư phụ ở lại đây với tất cả các anh chị em tới được sư phụ được vui vẻ. Dạ. Chúc quý vị đi về mạnh giỏi. Con cảm ơn sư phụ. Dạ. Tu hành tiến bộ. Con rất cảm ơn sư phụ. Phát tài. Dạ, thưa sư phụ, có câu hỏi này. Ở Hungary sư phụ nói về 9 cảnh giới. Thưa sư phụ, bây giờ hiện tại thì sư phụ lại nói những cái cảnh giới cao hơn cảnh giới đó nữa. Thì con không biết là những cảnh giới đó trong 9 cảnh giới hay là cao hơn 9 cảnh giới? Cao hơn nhưng mà như thế này, nó cái nhà bộ phận khác vậy đó, hiểu chưa? Cao hơn mà bộ phận khác. Thí dụ như nhà mình có 9 tầng ha, còn có cái tầng trên á, hoặc là cái attic á, là cái mình để đồ trên đó đó, để mình dùng, hiểu không? Bây giờ thì 9 cảnh đang nhầm gì? Ức lên trên đó ức quá. Ok vậy đó, ok hả? Không phải, nhưng mà những cái cảnh thế giới đó không có cần thiết lắm cho những người tu hành thường, hiểu chưa? Này, những cái cảnh giới đó để mà tập trung power, tập trung cái lực lượng thôi để dành đó, hiểu chưa? Này, cho những người nào mà được lên trên đó lấy xuống để mà giúp đỡ thế giới, hiểu không? Chứ không phải là để cho quý vị nói là ồ bữa nay tôi lên cao hơn, mai tôi lên cao nữa, cao hơn 9 tầng, không phải như vậy, hiểu không? Ok, nhưng mà dĩ nhiên càng cao hơn là càng có nhiều lực lượng hơn, thì mình giúp đỡ nhiều hơn. Ok, that's it. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chứ không có nghe cái mà sư phụ nói chuyện với mấy người SMTV staff sao? Có sao còn hỏi vậy nữa? Tại vì con nghĩ là có thể là
những cái cảnh giới cao hơn đó là cái tính chất thôi, còn cái chín cảnh giới là cái số lượng. Đúng rồi. Chín cảnh giới là cái mà tập trung ở đó để mà mọi thế giới hoặc là những cái gì sinh ra đều ở trong cái chín cảnh giới đó ha. Nhưng còn cảnh giới trên nữa là những cũng như nhà kho vậy đó, supply, thấy không? Cũng như kêu mà personal only á, staff only. Nhân viên thôi không có người nào lên được đó đâu. Lên làm gì? Chưa lên đã tiêu tùng rồi. Đấy, mà lên không nổi thì nó không cấm, không có vô được, không có biết đâu mà lên nào, hiểu không? Cũng như là những cái có những cái công ty rất là cẩn mật phải không, muốn vô đó phải để bằng tay lên, thí dụ vậy đó. Chứ không phải cái cạc như những người thường nữa. Có những cái chỗ mà đi vô phải đọc con mắt á, hoặc là nói cái personal, cái voice, cái tiếng nói của người đó mới được vô, nó record hết rồi, hiểu không? Những người khác đứng đó trờ trờ đó, cửa nó không có mở, họ để tay vô cũng không nhầm gì, nhiều khi điện giật nữa. Người ta có những cái phương pháp và có những cái công cụ để mà trừ loại những cái người nào mà không có nên vô đó. Thật ra nhiều khi mình lạng quạng đứng để tay điện giật nữa, phải không? Hoặc đứng lạng quạng mở mắt ra mắt không đúng á, rồi cái security man, cảnh sát tới bắt đi vô, hỏi mày đứng đây làm gì. Hiểu chưa? Lộn xộn nữa, tao còn bắt tù nữa, hiểu không? Vậy đó, giống vậy đó, ở thế giới này còn như vậy thì trên đó cũng đại khái như vậy, hiểu chưa? Xong hết rồi, đi ra ngoài hả? Cảm ơn. Thank you. I'm very proud of you. The Olak. This is really my countryman. If you practice well, you are really. Nói đúng là đồng chí. Yeah. You really my comrade. Compatriot. Yeah. I'm proud of you. Really proud of you. Chứ nếu mà nói sư phụ là của tôi, người của nước tôi rồi, không có tu hành gì thì thôi tôi làm gì? Phải không? Tôi thành tôi. Ông thấy ông nghe gì hết. Như vậy mới là đúng là đồng chí, đồng bào. Ok. Yeah. Rồi. Ok, I'm going to speak English now. Ok. Yeah. Because I want all of them at least some English speaking. Understand, and also the one who has translation to the Chinese or whatever outside. You want to go out now? No. Okay. Because the day before, one of your sister asked me whether or not I can sit again in the connection, which is called the nutrition reorientation, to influence the people to eat vegetarian, to help them to transit into vegetarian diet better, easier. Remember? Yeah. Okay. And I told you the total vegetarian on this planet? Yeah. Altogether 65.8%. Yeah? Yeah. Today, I have found it. Yeah. Nearby, astrally, I could go. Although it's lower, but it can influence. Yeah. I told you very difficult to go from very high level, go back to the low one, but I did try. And today, just today, before I came here, I didn't check now because I've been busy with all of you all these 2-3 hours. But before I came here, I have checked, and the percentage of vegetarian people, including vegan and breatharian and waterian, all that non-animal eaters, have gone up 5% more. And I'm going to try again today, tonight, if you let me, huh? 3 o'clock already in the morning. I have to make it up later on. Okay? Yeah. At daytime and so on. Whenever I can. Yeah? I couldn't sit 24 hours because I have things to do. But if I could sit longer, I would be good. Yeah? Yeah. And don't be surprised if you happen to see me laying down, like sleeping, yeah? Sometimes I have to lay down. Yeah, because there are so many connections all over, you know. And if I lay down, I have more.
Yeah, for example, in some place, if I sit, just for example, yeah, if I sit like a Buddha and all that, I look very good, yeah? But I get only like 60% of the power, because I can only sit like in 2 or 3, 4 connection at a time. If I lay down, I get maybe 200%. So all the rules are no rules anymore. No sitting cross leg. My legs, I need it for the other connection. I have to stretch out my hand also for other connection and my head and everything. You understand now? Yes. So do not criticize me like I don't sit cross leg lotus. I know. I'm just joking. Yeah. I'm just warning you in case. Who knows? Some of you are, you know, critical, very critical. The Buddha should be like this, the Master should be like that. I'm breaking all records, okay? Break everything, no rules. I only do whatever beneficial to the world and to the universe and to you and to myself, to everyone that I know and I love. Yeah? So there's no need to, there's no rules. Of course there's rules, like of course I don't go and eat meat or anything like that. Yeah? Mm. But there's no rules to how I meditate. Yeah? Okay? Yes, no rules anymore for me. But for you, yes. You must sit. Must sit well and don't keep sleeping all the time. Yes. Because even you stretch or you stand or you sleep, even make no difference. You sit so that you don't sleep too much. Okay, that's it. Now, yeah. Master, now you are so powerful. Is all of the SBL and the Heaven Gate and the center is changing or are they just changing? Changing also. Yeah. Wow. Become more powerful. Okay. Yes, more powerful. I even no need SBL, Heaven Gate, anything anymore here. If I'm here, no need. Because I've gone above all that, and so much power that I brought, of course, a little bit at a time, and now we're very used to with big power now. So I told you already, even if I'm not here now, after I left, the concentrated power alone could be left here for 20 days. Wow. The concentrate power, not the normal extra power. Understand that? Yeah. As if I'm still here. Yes. So forget Heaven Gaze and all that. But you still need it. The more the better, of course. Yeah. Because you cannot reach higher. So Heaven Gaze, Heaven Gaze is all very good. It's better than Hell Gate, no? And of course, and you cannot assimilate the power. So I brought it down, yeah? And then so, and here we distribute accordingly, according to what you can digest, yeah? So try to catch up, huh? Yeah. Yeah, try to catch up so that you can get more. Yeah. Okay, you cannot go direct, but you can take it from me, yeah? Yeah. Okay. Thank you. Okay. I go out, sit, meditate with people, hmm? You can sit here if you want, or you can go out if you want, okay? If it's uncomfortable, you go out, sit, because there's more space outside. Yeah. Okay, I have a good trip. See you whenever, yeah? More fresh.
Please tune in to the next session of this international gathering with Supreme Master Ching Hai and our association members. To be notified when a new session is available, subscribe to Supreme Master Television's newsletter at www.suprememastertv.com/newsletter. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Be vegan, make peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com.